Dạ, xin kính chào tất cả quý con cùng tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ review cái máy bơm quả tiễn của giếng khoan mình nha các bạn. Thì đây là cái thao tác để anh Diễn lấy mở cái máy bơm. Thì cái máy này là 3 ngựa. Thì cái lượng điện tiêu thụ là 2,2W trên 1 giờ nha các bạn. Thì cái máy này chiều cao là khoảng 1,6m. Cái cân nặng là 22,5kg. Thì cái đầu ga của cái máy bơm là khoảng là phi ống 60. Thì cái lượng nước bơm ra là khoảng 25-28 khối trên 1 giờ nha các bạn. Thì cái chiều sâu của cái máy bơm này đặt sâu xuống dưới cái giếng khoan là khoảng 28m, tương đương với 7 cây ống. Thì cái đường kính của cái máy này tương đương với khoảng ống 90. Do đó là cái bầu mà mình để cái máy này được tầm khoảng ống 114 hoặc 140. Thì đây là mình khoan cái ống là 140 nha các bạn. Để cái lượng nước nó chứa ra cho nó đủ để cái máy bơm nó hoạt động. Thì đây là một số thông số của cái máy bơm nhà sản xuất đã ghi. Thì 3 HP, 2,2W, thì cái chiều cao nó đẩy lên là 45-60m. Thì sau đây là một số thông tin. Xin chúc quý con các bạn có vụ nuôi thật thành công nhé các bạn.